Chị Tiểu cả nhà nhớ, hôm nay là mùng 10 này, mùng 10 tháng 9 nhé, tức là ngày 15 tháng 8 âm này, trung thu này. Cái ổi đào nhà em là cái ổi đào này là mọi người biết rồi, ngâm rượu nó rất là thơm này, quả xanh này, quả rất xanh nhá, mà rất là đỏ này. Đấy, nhà em gửi đi xa này, em gửi quả xanh xanh này này, còn ai lên bình này em sẽ lên cho luôn này, ăn ngon à. Ăn ngọt thơm. Đấy, cái khoai này, khoai này là khoai sâm đất nữa, dân vừa bợi xong là đất đây đây này, nó gọi là khoai sâm đất nè. Sau đó hôm nay em tranh thủ đóng hàng cho khách. Thùng cỗ.